và vườn mai Chiếc Chè Bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em được 15 gốc mai Đại Lộc gốc bứng nha cả nhà. Nói chung gốc rất là đẹp luôn nha. Gốc này gốc đẹp không? Cây đã cứng mùa rồi ha. Cây này em ghép được một mùa mấy luôn rồi đó. Em một chút xíu nữa em sẽ quay sơ lược từng cây nha. Nói chung các cây này nó tầm nó đều nhau hết nha cả nhà. Cho nên là em bán với đồng giá là 500 ngàn một cây. Và em không bao phí vận chuyển nha cả nhà. Đây, bắt đầu em sẽ quay từng cây cho cả nhà xem nha. Rồi, đây là cây số 1 nha. Cây số 1 nó có bộ rễ như thế này đây. Rồi, cây nó tầm khoảng 10cm ha. Đây, cái gốc của nó đây. Em sẽ quay cho cả nhà xem nha. Cái gốc đây là mai Đại Lộc nha cả nhà. Rồi, đây là cái tàn của nó. Nói chung là các cây ở đây nó đều nhau nha, đều nhau hết. Cho nên là em bán đồng giá luôn. Cái này là gốc bứng nha cả nhà. Cây đã được một mùa mấy nha. Rồi, và em tiếp tới là cây số 2 đây. Cây số 2 em sẽ quay cái bộ gốc cho cả nhà xem nha. Nói chung là cái cây này nó gốc nó tự tự với nhau. Một lô em lựa hết một lô rồi, cho nên là em bán đồng giá là 500 ngàn và không bao phí vận chuyển nha. Rồi, đây là cái tán của nó. Cái tán của nó thì tầm khoảng 2 gang tay của em nha. Cái chiều ngang của nó chắc cũng khoảng 1,5 gang. Rồi, đây nha, đây là cây số 2 nha cả nhà. Cây số 2. Rồi, tiếp theo là cây số 3. Đây, cây là cây số 3 nha. Đây là cái bộ dây gốc. Gốc tuyệt đẹp luôn nha. Gốc rất là đẹp nha cả nhà. Đây, đây là cái tán của nó đây. Gốc này cũng to lắm nha, cỡ mười mấy cm. Rồi, đây là cây số 3 nha. Rồi, tiếp theo là em quay cây số 4. Số 4 nha cả nhà. Đây, gốc của nó cũng rất là đẹp nha. Đây, cái tầm tay em nè. Rồi, đây là cái tược nha. Cái này chúng ta về lấy bo, xong rồi chơi bonsai nha cả nhà. Cái này cũng được nhiều bo lắm á. Rồi, chúng ta về chơi bonsai cũng được ha. Rồi, đây là cái gốc của nó. Gốc đẹp không nha. Rồi, tiếp tục lại quay cái số 5. Cái số 5 nha. Đây, cái bộ đế rất là đẹp luôn nè. Đây, em quan sát cho cả nhà xem. Đó, đây là cái tán. Rồi, em có dựng đọt ha. Dựng đọt cái này về chúng ta tháo dây nhôm ra được rồi nha cả nhà. Cây nó cứng rồi, chủ yếu là em tạo dáng cho nó đứng cho nó đẹp. Cái lại khi gửi á thì có cái dây nhôm đó thì làm cho cây mình nó không bị gãy nhánh. Rồi đây, đây là cái bộ gốc của nó đẹp tuyệt vời luôn nha. Rồi đây. Rồi, tiếp theo là cây số 6 nha. Cây số 6. Cái này thì cái tán cao ha. Rồi, cái này chúng ta về lấy bo nha. Rồi, đây là cây số 7. Gốc đẹp nha. Đây, gốc có đẹp như cả nhà. Em xoay cho em xem. Cây số 7. Đây. Rồi, và đây là cây số 8 nha. Cây này có bộ đế rất là độc, rất là đẹp luôn nha. Ai thích cái bộ đế quái thì cây số 8 này thật là rất là đẹp luôn nha. Rồi đây, cái chiều cao của nó đây, cái tàn nhánh của nó đây. Rồi, cái này có bộ đế rất là đẹp nha. Rồi, tiếp theo là cây số 9. Đây, nói chung là đây, nó có cái chân ở trước luôn ha. Cái này là ghép 2 chục bo nha. Nói chung cây nào cũng hai bo hết nha cả nhà. Đây cái tán của nó đây. Rồi đây là cây số 10. Nói chung là bộ đế này cái nào cũng đẹp nha, hình ra dáng luôn đây. Rồi cái này là cái tán của nó đây. Chiều cao là tầm khoảng 2 gang tay của em nha. Rồi đây là cây số 11. Đây, cái gốc cây số 11 nha.
Rồi cái chiều cao này nó cao nha, 1 gang, 2 gang, 2 gang mấy luôn. Cái này chúng ta về lấy bo và chơi bonsai luôn nha cả nhà. Rồi đây là cây số 12 đây, gốc cây số 12 đây. Rồi cái phần này phần dáng trực luôn nha, dáng trực đây ngoài cho cả nhà xem này, dáng trực nha. Rồi cái này cây số 13 nha cả nhà. Đây cái đế nó nè. Rồi cái này cũng ghép được 2 bo nha. Cái này giờ chúng ta tháo dây nhôm ra được rồi nha cả nhà. Rồi còn một cây số 14. Đây cây số 14 đi. Nói chung cái này cũng hay ghép 2 mắc bo nha. Rồi cái tán của nó đây. Rồi đây là các cây nha cả nhà, em quay sơ lược ra một lần nữa và em bán đồng giá với giá là 500.000 một cây nha. Ai thích thì liên hệ với em nha, vườn mai chiếc chè bông. Thì mai đại lộc thì chúng ta đã biết cái cánh hoa của nó là rất là nhiều cánh, nhưng mà tuy nhiên thì lâu lâu nó sẽ bị đốc ra 5 cánh nha cả nhà. Nhưng mà hoa mai đại lộc này đa số là cánh nhiều, đến 49 cánh là cao nhất luôn. Cây rất là đẹp, bông cũng rất là đẹp ha. Rồi ai thích thì nhanh tay liên hệ với em nha.